Một câu nói rất hay. Tôi là thuyền trưởng chèo lái linh hồn mình. Tôi là người để chủ điều khiển số phận mình. Ngay từ bây giờ, bạn hãy chịu trách nhiệm 100% về những điều mà bạn có và sẽ có. Không nên đưa ra cái lý do đổ lỗi cho người khác về những cái rắc rối, thiếu sót của mình. Hãy ngừng phàn nàn về những cái điều mà bạn thấy không hài lòng trong cái cuộc sống. Không chỉ trích người khác về bất cứ một cái điều gì, bạn phải chịu trách nhiệm về chính mình. Nếu có điều gì đó trong cuộc sống mà bạn không thích, bạn phải có trách nhiệm thay đổi nó. Bạn chịu trách nhiệm về bản thân mình. Thay cho việc là chờ đợi điều gì đó xảy ra, bạn hãy làm điều gì đó xảy ra. Bạn hãy coi mình là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về sức khỏe, về tài chính, về sự nghiệp và các mối quan hệ, kiểu sống, ngôi nhà, chiếc xe và tất cả những cái thứ tồn tại trong cuộc sống của bạn. Đây chính là cái tư duy của một triệu phú tự lập. Những người mà tự chịu trách nhiệm về mình là những người mà luôn hướng tới kết quả. Họ luôn chủ động, họ luôn sẵn sàng và nhận nhiệm vụ và luôn yêu cầu để chịu trách nhiệm nhiều hơn. Một câu nói được đặt ra ở đây là nếu bạn là giám đốc của công ty trong một ngày và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả làm việc thì bạn sẽ quyết định thay đổi điều gì ngay lập tức. Bất kể đó là điều gì, bạn hãy viết ra, lên kế hoạch và thực hiện nó ngay bây giờ. Hành động này có thể thay đổi cuộc đời bạn. Và đây chính là cái nội dung của nguyên tắc thứ 3. Bây giờ bạn hãy thực hành. Xác định những lý do chính đáng khiến bạn không thể hết lòng với những các mục tiêu tài chính của mình. Bạn có đổ lỗi cho ai đó hay điều gì đó làm kìm hãm trong cái cuộc sống không? Cho dù điều đó là gì, bạn hãy chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc sống của mình và hãy hành động ngay bây giờ. Nhung xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở nguyên tắc thứ 4 vào ngày mai nhé.